Sáng ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức khám xét tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm cơ giới đóng tại thành phố Đà Lạt 4901S. Sáng sớm hôm nay, nhiều phương tiện đã đến xếp hàng lấy số thứ tự để thực hiện đăng kiểm đối với phương tiện. Tuy nhiên, đến hơn 7 giờ sáng, các phương tiện khác khi đến cổng của trung tâm đăng kiểm đã được cơ quan công an yêu cầu quay đầu xe để phục vụ khám xét tại đây. Các trường hợp đến sớm đã lấy số thứ tự cũng được yêu cầu di dời xe ra khỏi trung tâm. Tương tự tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Lạt 4903S đóng tại thị trấn Liên Nghĩa và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bảo Lộc 4902S đóng tại thành phố Bảo Lộc cũng được cơ quan công an tiến hành khám xét. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kết quả kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh không phát hiện vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm hoạt động kiểm định xe cơ giới. Thời điểm trên, đoàn kiểm tra cũng chưa phát hiện sự sai khác thông số kỹ thuật của phương tiện so với hồ sơ gốc của phương tiện, nhằm mục đích tiếp tay cho việc thay đổi thiết kế sai quy định.